Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức nhật bình kính chào đạo tràng. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Giờ con không có trước máy, con có công việc ở ngoài. Dạ, bây giờ con lúc nãy nhật bình thấy có cô tu nữ Tây Duyên. Dạ, kính mời cô có thể lên cầm mic này cho nhật bình một tín hiệu. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho nhật bình biết được tín hiệu. Dạ, cô có cầm mic được không cô? Cô có thể thử mic không? Dạ, mời cô. Alo, alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Nghe không, nghe không? À, Nhật Quỳnh nghe rõ hả? Trời. Rồi rồi, dạ. Quỳnh, rồi cho tự nhiên xử mít thôi, tự nhiên xin xuống mít rồi nghe Nhật Quỳnh. Bắt đầu bây giờ là mời Nhật Quỳnh trở lại. Dạ, sao cô cầm mic được rồi sao cô không kể luôn cô? Cô không trả bài luôn đi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô trả bài luôn để kết thúc luôn nha cô. Dạ, cũng đã sắp tới giờ rồi, mời cô ạ. Dạ, cảm ơn anh chị và cảm ơn đạo. Dạ, vậy là cô cũng không cầm mic được rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, sa thú kính cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm và kính chào anh chị. Kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài ạ. À, con đã hết giờ rồi nên kính mong đạo tràng hoan hỷ. Dạ, cảm ơn. Nhật Bình vẫn thấy bàn tay của cô. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á cho bài học. Dạ, con xin được ông bài ạ. Cảm ơn Hoa Nguyệt. Ê tăng đàn hằng bàn thân á ma hú thị ra ô ha đi năng xí thi tăng được bà môn chăng. Ê tăng vi chất tò na bà riệp bà chanh tị an á phát khi nơ ca mà xu khăn bà ha giá. Người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, trì kéo xuống lúng xuống, nhưng thật sự khó thoát, người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ê đăng hăng ban thà nam ma hù thị ra ô ha trí năng si thì lăng đúc ba môn chăng. Ê tặng bi chạch to na ba rịp ba chăn ti a na phê Ana Pekino Kamu Ana Pekino Kamasu Khang Bahaya A Tang Dan Hang Bang Than Amma Hu Thi Ra O Hai Ri Nang Si Thi Lang Đức Ma Mô Chăng A Tang Bi Chất To Na Ba Rịp Ba chan ti ana phet kino kama su khang ba ha ya. Bậc trí đã dạy như vậy. Sự trói buộc nọ là dây quá bền, như tơ mảnh như lụa mềm, kéo lên triệt xuống trượt phiền thế gian. Có ai tiếc chẳng màng, cắt lìa tật diệt lên đàn thảnh thơi. Và đây là bản chuyển ngữ của bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng và sa thú lành thai Nhật Quỳnh, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, xích tâm khương Quỳnh Quá Thanh Á, xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới câu pháp của kinh số 347. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức đại lĩnh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buat da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buat da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buat da ha sa Brahma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi qua răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chấp kha cha ti ca đề se tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng tham ma phê riêng vi na dẫn cha ca dân sua tan cha băng thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dân tơ ta tu sát cha đăng đăng Bạc bơ thành y gia và y sa giáp mạch chê. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tin dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hạ giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng con ngồi khắp, chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 347. Dục Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và sư có nghe được âm thanh của con, cho con một tín hiệu, con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Hôm nay này là chương trình học pháp cú sau lễ dân y, và trước khi vào thời pháp, con luôn luôn có những cái câu đầu tiên để nói đến cho quý vị. Tất cả những cái thấy, nghe, ngửi, xúc chạm từ sáng đến giờ chúng đã diệt tận rồi, chúng không còn sanh lại ở đâu nữa. Và khoảnh khắc sau thì lại có cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ lại sanh khởi. Đối tượng thị giác, đối tượng âm thanh, đối tượng màu, mùi vị lại sanh khởi, và vô minh tham ái lại sanh khởi. Nếu chúng ta khéo nghe lời Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ hiểu được quẩn xứ giới đế ở ngay đó thôi. Ngày mai nếu chúng ta thức dậy thì cũng chỉ có cái thấy, nghe, ngửi, xúc chạm sanh khởi. Nếu ngày mai chúng ta có đi tái sanh thì cái thân danh sắc này bỏ lại, nhưng cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng lại xuất hiện ở trên thế gian này hay thế gian khác. Và thế gian thì chỉ có thấy, nghe, ngửi, xúc chạm, sanh khởi, và rồi suy nghĩ. Tất cả những thứ này chỉ là danh, là sắc, là quẩn, là xứ, là giới, là đế. Đối tượng thị giác không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là chúng sanh, không phải là con người. Đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, chúng là vô tri vô giác. Chúng chỉ có duyên để sanh khởi khi chúng in dấu vào con mắt. Và con mắt thì không phải là đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác cũng không biết con mắt. Con mắt cũng không biết đối tượng thị giác.
Cái thấy không biết con mắt, cái thấy chúng chỉ biết đối tượng thị giác mà thôi. Cái thấy chúng cũng không có biết buồn, không biết vui, không có chế định thành người này, người kia. Cái thấy chỉ là một quả của nghiệp, một sát la tâm quả sanh khởi và rồi hoại diệt. Vậy thì cuộc sống này có ý nghĩa gì khi mà chúng ta thực sự hiểu lời Đức Phật dạy? Thế giới chỉ có thấy rồi lại diệt đi. Thế giới chỉ có nghe rồi nghe âm thanh rồi diệt đi. Chỉ có thế giới ngửi, ngửi những mùi và rồi diệt đi. Thế giới chỉ có nếm, nếm các vị và rồi diệt đi. Tất cả những màu, mùi, vị, âm thanh này đều là từ tứ đại và tứ đại sinh ra. Từ sinh ra từ trong tứ đại. Và chúng ta đã chìm đắm trong vô minh quá lâu. Ngay kể cả chúng ta đến với giáo pháp của Đức Phật, chúng ta cũng chưa bao giờ nghe và chưa bao giờ tỉnh thức với những điều chân thật đang xuất hiện trong đời sống hàng ngày này. Chúng ta treo những cái câu chuyện về kiếp này, kiếp khác mà chúng ta không biết được cái thấy chính là kiếp, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm chính là uẩn, giới xứ đang sanh khởi ở đây. Và chúng ta cứ đi tìm một cái phương pháp nào đó mà chúng ta không hiểu được lời dạy của Đức Phật là pháp đang hiện khởi, mà Ngài dạy cho chúng ta cái cách hãy chánh niệm tỉnh giác, hãy tỉnh thức và pháp đang có mặt ở đó rồi. Chỉ có pháp đang có mặt là đối tượng cho trí tuệ hiểu biết về chúng mà thôi. Còn tất cả những cái gì chúng ta đi tìm cầu, đi thực hành một cái điều gì đó thì đó không còn gọi là pháp nữa, bởi vì pháp đang có mặt. Chúng ta phải hết sức lưu ý cái điều này. Và chúng ta không cần phải đi tìm pháp ở đâu cả. Hễ mà chúng ta mở mắt ra, đối tượng thị giác cũng có ở đó, cái thấy cũng có ở đó. Cảm thọ chúng ta không cần phải đi tìm cảm thọ. Nếu không có cảm thọ vui thì cũng đang có cảm thọ buồn, hay là đang có cảm thọ xả. Chúng ta không cần phải đi tìm xúc ở đâu cả. Nhãn xúc đang có mặt. Khi chúng ta nghe, nhĩ xúc cũng có mặt. Khi chúng ta ngửi, vân vân. Tất cả những điều này, chúng đã có mặt ở đó rồi. Và chúng ta có nghe lời dạy của Đức Phật. Chúng ta có thực sự quý trọng cái sát la hiện tại hay không? Thì đó là bổn phận của người con Phật mà chúng ta cần phải nắm rõ. Như vậy pháp vẫn đang có mặt, luôn luôn có mặt hiện hữu. Tại sao cái thấy đang có mặt chúng ta không hiểu, rồi chúng ta đi tìm một cái gì để hiểu? Vậy thì chúng ta hiểu về cái gì? Khi cái nghe đang có mặt chúng ta không hiểu thì chúng ta hiểu về cái gì? Nếu như mà cái xúc, nếu chúng ta không có nghe thì liệu cái xúc, cái nhĩ xúc đó làm duyên cho nhĩ thọ đó có sanh khởi được hay không? Nếu mà nó không có cái nhĩ thọ đó thì chúng ta đi tìm cái gì để tu tập? Vô minh nó đang có ở đó mà chúng ta không biết được vô minh thì chúng ta tu về cái gì? Nên là chúng ta cần phải quay về với sáu căn này và hãy luôn luôn nhớ lại Đức Phật dạy là các pháp đang hiện khởi với bản chất riêng của chúng. Và chúng ta sẽ hiểu được rằng cái thấy không bao giờ kinh nghiệm cái màu, cái mùi, hay không bao giờ kinh nghiệm âm thanh. Cái thấy chỉ kinh nghiệm cái đối tượng thị giác. Và cái thấy không có suy nghĩ, cái thấy không có buồn, cái thấy không có vui. Cái thấy chỉ làm cái chức năng thấy mà thôi, duy nhất. Từ đó chúng ta sẽ lần ra được cái mối duyên hệ nhân, quả và phiền não. Và từ đó chúng ta sẽ chánh niệm tỉnh giác để diệt trừ được tham ưu ở đời. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng chỉ có cái thấy sanh khởi thì thế giới mới sanh khởi. Cái thấy diệt đi là thế giới đã diệt đi. Như vậy thì lúc nào cũng chỉ có sanh và diệt, sanh và diệt.
chỉ có thế giới của nghe. Khi cái nghe sanh khởi thì thế giới sanh khởi. Khi cái ngửi sanh khởi thì thế giới mới sanh khởi. Khi cái ngửi diệt đi thì thế giới diệt đi. Như vậy, thế giới chỉ sanh khởi trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủn. Như vậy, thế gian này không phải là thế gian ngoài kia, mà chính là con mắt là thế gian, mũi là thế gian, tai là thế gian, lưỡi là thế gian, thân là thế gian, và ý là thế gian. Và chúng ta cần phải hiểu, mà chính cái thế gian này do không liễu chi nên tham ái chấp thủ, cho chúng là đàn ông, đàn bà, cho chúng là một tự ngã, một thần linh, thượng đế. Nhưng thực tế chúng chỉ là các pháp hữu vi cấu hợp do duyên sinh, và chúng hoại diệt, không có sự ngừng nghỉ nào cả. Chỉ khi nào tuệ chi được về trí tứ thánh đế thì chính pháp đó xả ly. Như vậy chúng ta phải nhớ, luân hồi không phải là ở đâu cả. Luân hồi chính là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, suy nghĩ luôn luôn sanh và diệt. Đó là luân hồi. Luân hồi. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài kệ số 347 này, trước khi vào bài kệ con xin đảnh lễ Đức Tam Bảo. Arahang sabma sambutho phagawa buthang phagawan tanga phiwademi sakhato phagawata thammo thammang namasami supatipanno phagawato sawaka sangho sangkhang namasami. Con niệm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con cung kính đảnh lễ Ngài. Con cung kính đảnh lễ giáo pháp. Giáo pháp là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ với những ai có niềm tin chân chánh, học hiểu, thấy rõ lời Đức Phật dạy, người ấy sẽ đạt được sự an tịnh, chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo, Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài thật là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy chắc chắn sẽ gặt hái với dòng tâm thức vô lượng những công đức phước lành, và nhất là thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn. Do phước báo đảnh lễ ân Đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ Phi Nhân, Atula Diêm Chúa, và tất cả chư quý vị Phật tử, đạo hữu ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi, mong cho quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này và tinh tấn thấu hiểu được lý tứ thánh đế, lời Đức Phật dạy, và chứng chi diệu pháp ngay trong đời sống bình nhật của mình. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, câu kệ số 347 con xin đọc. Dê rát gác rát ta nút phát thanh tiết sô tăng sát dân các tăng mắc các tác cô quá cha năng ê tâm tí chê tô a ná quá chân tí thi ra a ná bách khí nô sát bát đúc khăn bát hà giá. Những người nào bị đắm say tham ái, rơi vào dòng chảy như con nhện rơi vào cái lưới đã được tạo ra bởi chính nó, sau khi cắt đứt luôn cả điều này, các bậc trí ra đi, sau khi dứt bỏ tất cả khổ đau, họ không có mong cầu. Cái câu đầu tiên là Rê Dê Ra Gác Rát Tát Lú Pát Tâm Tí Sô Tăng. Là những người nào bị đắm say tham ái thì rơi vào cái dòng chảy. Cái từ dê đó thì chúng ta biết là dê nó nằm cái từ giá. Nó là một cái đại từ quan hệ thuộc về nam tánh. Ở câu kệ này chia theo chủ cách mà số nhiều.
chỉ cho những người nào hay những ai? Raga Ratta Dupatanti, thì chúng ta biết là cái từ Raga Ratta cộng với Upatanti nó là một cái hợp từ. Cái từ Raga, từ Ratta, từ Raga cộng với từ Ratta đó, nó là một cái nhóm từ thuộc nam tánh mà chia theo chủ cách số nhiều. Là những người đã bị đắm say đối với tham ái. Raga là chỉ cho tham ái. Raga, căn của nó là căn ranh. Đó là một cái được chia là danh từ nam tánh, chỉ cho tham ái. Còn cái từ Ratta, nó cũng là các căn danh. Ratta, tức là Rattati. Nhưng mà ở đây đó, chia theo quá khứ phân từ, nó trở thành Ratta, là đắm say, đắm say, đắm say mê loạn. Từ Anupatanti đó, cái căn của đó là căn pát. Anu là một cái tiếp đầu ngữ. Ở đây nó thuộc về động từ. Tha động từ chia theo thể hiện tại, ngôi số 3 số nhiều, ngôi thứ 3 số nhiều. Cái nghĩa của nó là rơi vào, tức là rơi vào cái gì? Rơi vào cái dòng thác của các dục đó. Nó cuốn đi sanh tử không có ngừng nghỉ. Tiếp đầu ngữ án ú là dọc theo hay là theo sau. Dọc theo hay là theo sau. Nên là chúng ta biết được rằng á, cái chánh niệm đó, nó không phải là chánh niệm ấy đâu, mà cái chánh niệm á, quý vị biết là đúng là cái từ anusati nó mới là đúng pháp. Tức là cái chánh niệm nó theo sau ngay những cái, nó được cái chánh chi kiến thấy rõ được các cái thực tại mà nó diệt đi, thì những cái thực tại sau đó nó để lại những cái tướng. Cái tướng này, cái bóng ảnh này, nó vẫn, nó chụp lại bốn ảnh qua mắt, tai, mũi, lưỡi. Thì những cái thực tại mà thực tại bản thể mà nó được photocopy mà nó chưa vào cái dòng chế định á, thì cái Anusati, nếu chúng ta học đúng cái pháp á, thì cái Anusati, cái chánh niệm tỉnh giác nó ở cái khu vực này. Như vậy chánh niệm tỉnh giác á, nó không thể nào tiếp cận được với cái thực tại, thực tại đầu tiên, mà nó phải tiếp, nó chỉ tiếp được cái thực tại mà do cái bản photo ngay sau đó, do rồi trí hiểu biết mà như lý tác ý đó, mà chánh niệm nó sanh lên khoảng đó. Như chúng ta thấy là cái thấy đó thì nó sanh khởi, lúc đó cái thấy nó không có chánh niệm, nó không có nó không có tham, không có sân, không có si. Vậy thì tại sao mà nó, cái gì biết được cái tâm thấy này? Chính vì cái chánh niệm sanh khởi sau đó, nên là cái tâm thấy nó diệt đi cái đối tượng thị giác, và cái tâm sau tiếp đó là nó để lại những cái, tất cả những cái dòng tâm thức thì nó diệt đi, thì nó để lại cái bóng ảnh của nó và cái tướng của nó, và nó để lại thì chính cái điều này đó, chúng ta hiểu đúng như vậy thì nó mới hiểu đúng về cái pháp duyên sanh của nó đó, thì chánh niệm nó mới sanh khởi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là chánh niệm thực sự là vô cùng khó. Còn chánh niệm mà chúng ta thường nói tới là cái chánh niệm về bố thí, về trì giới, về tu tập lâu lâu có được một khoảng an tịnh của nó đó, thì cái chánh niệm đó đó, nó không phải là chánh niệm của tứ niệm xứ. Chánh niệm của tứ niệm xứ là nó, cái pháp học đó, cái chi kiến của nó phải thuần thục về sáu căn. Nó thuần thục các cái pháp duyên sanh về sáu căn này mà Đức Phật dạy. Mà từ từ cái đó nó phải, nó không còn nghi ngờ gì, nó mới dần dần, nó mới bắt được cái sát la hiện tại này. Cái sát la hiện tại đó
Nó không có một cái phương pháp nào để cho nó cả, mà chỉ có nghe dự pháp và như lý tác ý đúng với cái duyên sanh của nó thôi. Để cho chúng ta thấy được rằng là giáo pháp của Đức Phật đó, nếu chúng ta không học hiểu kỹ thì chúng ta cứ ngỡ như là mình nói ra là chánh niệm đi, chánh niệm đi là có chánh niệm. Nhưng mà không phải, thưa quý vị, không phải. Chúng ta biết là nó phải theo sau được cái thực tại, sát ra thực tại này thì mới gọi là chánh niệm. Chứ còn tất cả những cái khái niệm thì những cái chánh niệm của đó nó chỉ được gọi là thiện pháp trong dục giới, trong sắc giới và cùng lắm là trong vô sắc giới. Nhưng mà còn thiện pháp của siêu thế thì thiện pháp của tứ thánh đế, thiện pháp của tứ niệm xứ thì nó rất là đặc biệt. Mà chánh niệm của thực tại thì nó không có suy nghĩ, nhớ như vậy. Nếu mà lúc mà chúng ta suy nghĩ về cái điều này, điều kia thì nó không còn là chánh niệm nữa. Lúc đó nó gọi là có chánh tư duy hay là gì đó. Còn lúc mà chúng ta hiểu biết, thì ngay lúc đó vừa hiểu biết thì cũng có chánh niệm ở đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là ngày nào chúng ta không nghe về những cái thực tại qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, ngày đó là chúng ta học pháp, chúng ta bị tổn thất và thậm chí rất nguy hiểm. Như vậy chúng ta cần phải hết sức lưu ý cái điều đó. Rồi tiếp theo nữa là cái từ sô tăng. Từ sô tăng là từ sô tá. Sô tá thì chúng ta biết là nó có nhiều nghĩa. Sô tá là nó chỉ cho cái lỗ tai hay là chỉ cho cái dòng chảy. Ở đây nó là một cái danh từ năm tấm chia theo đối cách dòng chảy. Rồi tiếp theo cái câu thứ hai là sắc văn cát tăng mắt cát tắc cô quát cha năng. Như con nhện rơi vào cái lưới đã được tạo ra bởi chính nó. Cái từ xá dân cách tăng á, là nó là một cái hộp từ hay là nhóm từ xá dân cộng với cá tá. Chúng ta biết là cá tá là cá rá tí đó, nó là một cái việc làm hay là đã làm đó. Hay là nếu mà nó danh từ của nó còn chia ra, nó còn gọi là nghiệp nữa. Như vậy cái lưới đã được tạo ra, xá dân là một cái trạng từ chỉ cho chính nó, tức là chính trong cái ngũ uẩn này mà tham sân si nó sanh khởi, nó tạo ra những cái phiền não rồi tự nó trói buộc đấy ha. Cát tăng, cát tá, cái căn cát là cát tí đó. Ở đây là cái động từ của nó là cát tí mà nó chia theo quá khứ phân từ nên nó được gọi là cát tá, là được làm, đã được làm, đã được làm, đã được làm. Từ mắt cá tắc cô, mắt cá tắc cá, nó là một cái danh từ năm tấm chủ cấp mắt cá tắc cô, chỉ cho cái con nhện, chỉ cho cái con nhện. Thì chúng ta biết này, cái con nhện thì nó răng cái lưới của nó và nó chụp bắt con mồi, và chính sau đó thì nó cũng chết, nó yếu rồi nó chết, nó cũng bởi cái mạng nhện của nó răng ra và nó chết ở trên đó, nó cũng bị quấn lại. Từ chát năng, cái từ chát ná là một cái danh từ trung tấm chia theo đối cách, là cái lưới nó bao vây cái con mồi chính, sau đó thì cái lưới này nó cũng bao vây cái con nhện đó. Như vậy thì kẻ giết người không nằm ở đâu cả mà chính nằm ở trong tâm tham ái si mê nơi tự thân của chúng ta mà thôi. Nhưng mà thế gian này những người không được nghe dược pháp của Đức Phật thì ai ai cũng nuôi ông chủ hết. Chúng ta làm mọi việc từ sáng đến chiều cho đến lúc ngủ say, chúng ta chỉ phục vụ cho ông chủ của mình hết ngày này qua ngày kia, hết giờ này qua giờ nọ,
hết khoảnh khắc này cho khoảnh khắc khác, hết đời này cho đến đời khác, triền miên, kiếp nào sanh ra chúng ta cũng phục vụ cho ông chủ ở trong tâm của mình. Và ông chủ rất là ác độc nhưng mà tỏ ra rất là tình thương. Ông chủ thì cho ra nhiều cái vị ngọt, nhiều cái hỷ thọ. Ông chủ đưa ra nhiều cái ý niệm về ngã, về tôi. Nên là hàng ngày, nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta phục vụ cho ông chủ trở thành một thói quen. Và không có một cái người làm nô lệ lâu dài nào như chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi, làm bất chấp mỗi khi ông chủ tham mà đưa ra cái quyết định nào đó thì chúng ta cực kỳ mau mắn và làm liền bất chấp, không có kể mạng sống gì hết. Và mọi khổ đau đọa xứ lúc đó chúng ta phải gánh chịu nhiều cái tang thương. Ông chủ thì lúc nào cũng tỏ ra một người bạn rất là thân, rất là thân thiện, nhưng mà vô cùng ác độc. Và hàng ngày chúng ta có thấy được rằng là chúng ta phục vụ cho ông chủ tham không? Ít có người thấy được lắm. Chỉ khi nào chúng ta tinh tế nhận diện ra được thì chúng ta mới thấy cái nháy mắt của chúng ta đối với người khác cũng đã có tham rồi. Cái đưa tay cũng đã có tham rồi. Cái ý niệm quay mặt đi với người khác cũng đã có tham rồi. Cái sự buồn chồn mong ước cũng đã có tham rồi. Rất rất là nhiều, phải không? Ông chủ tham sanh khởi suốt cả ngày, qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Phải không nào? Và chúng ta thấy, và chúng ta phục vụ một cách hết sức tự nhiên, dầu chúng ta có đến trong giáo pháp của Đức Phật đi chăng nữa, thì chúng ta bỏ cha, bỏ mẹ, chúng ta đến đây đi chăng nữa, chúng ta cũng phục vụ cho ông chủ tham mà thôi. Chúng ta mong được chư Phật tử thương mến, mong chúng ta thuyết pháp giỏi, thuyết pháp hay, mong chúng ta có này kia đủ tất cả mọi thứ, ông chủ tham đều đứng ở đó hết. Ông chủ tham ngự trị hết. Ngự trị hết, phải không? Cái đó là tự nhiên rồi, nó trở thành thói quen rồi. Mà để thoát khỏi ông chủ này khó không? Xin thưa với các bạn là vô cùng khó. Và con đường duy nhất để thoát khỏi ông chủ này là phải lấy được đối tượng thị giác, là vô tri vô giác. Âm thanh chỉ là âm thanh, cái thấy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là nghe. Tất cả những gì mà chúng ta tham ái từ quá khứ, hiện tại, vị lai, mọi thứ chỉ là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh, căng trùng, bất tịnh, hôi thối, tan rã và hoại diệt. Nếu như chúng ta không có cái con mắt tuệ Đức Phật dạy về cái sự quán xét này thì không bao giờ chúng ta thoát khỏi được ông chủ tham. Ông chủ tham cũng chỉ là một pháp thôi. Để từ e tâm pi che toa na quý chân tí thi ra anapekino sapa đúc khăn pa ha ya, sau khi cắt đứt luôn cả điều này, các bậc trí ra đi, sau khi dứt bỏ tất cả khổ đau, họ không mong cầu. Quá chân tí, cái căn của nó là căn quách, cộng với á, cộng với anh tí. Đó là một cái động từ, ở đây chia theo hiện tại ngôi số, ngôi thứ ba số nhiều, chỉ cho sự ra đi, hay là sự xả ly, hay là sự lìa bỏ đó. Từ anna Pekino, căn của nó là căn x, tiếp đầu ngữ của nó là am cộng với apa cộng với x. Nó là một cái danh tính từ nam tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách số nhiều, chỉ cho cái sự không mong cầu. Thấy cái pháp hữu vi này thực tướng của nó rồi, họ thấy thế gian này
không bị lừa đảo bởi các bóng ảnh nữa rồi. Chúng chỉ là các yếu tố, các cái tính chất hoại diệt chứ không có cái gì trường tồn cả. Chúng chỉ là những cái tính chất phù du hiện khởi và hoại diệt. Nên các ngài với trí tuệ đã xả ly, không còn mong cầu ước muốn. Tiếp đầu ngữ an là cũng đồng nghĩa với ná bằng không. Upekhe, upekhi là apat cộng với canh ích là sự mong cầu, sự tìm kiếm. Sự tìm kiếm cái gì? Chúng ta tìm kiếm cái gì? Chúng ta tìm kiếm màu, mùi, vị, âm thanh, tìm kiếm sự hiện hữu, các sanh thú. Đó. Mà trong khi đó, chúng ta cũng đang bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Những cái này, nhưng mà chúng ta vẫn có mong cầu. Chúng ta làm cái phước gì chúng ta cũng mong cầu đời sau hết á. Mà chúng ta không hiểu được cái việc làm phước đó là một cái tâm thiện, nó sanh khởi bởi duyên của nó và nó diệt ở đó. Không có ai ở đó để mong cầu cả. Cái tà kiến nó ẩn nấp sau những cái việc làm của chúng ta là rất lớn. Làm gì có bạn trong đời sau, không có ai trong đời sau cả. Đời sau chỉ là nghiệp, là quả, là phiền não luân. Đời sau cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm, ở theo những cái hình thức tái sanh này hay hình thức tái sanh khác của những cái ngũ uẩn theo hình hài này hay hình hài khác mà thôi. Chúng không có cái gì là bạn, là của bạn, là tôi, là của tôi cả. Phải luôn luôn nhớ cái điều này. Nên là chúng ta phải học giáo pháp để làm sáng tỏ giáo pháp, lời dạy của Đức Phật. Còn không thì chúng ta cứ dựa vào giáo pháp để chúng ta nuôi dưỡng cái tà kiến để đi tìm cầu. Thì làm sao mà chúng ta chấm dứt được sự tái sanh. Tiếp đầu ngữ áp á là xuống. Căn của nó là căn ích, là nhìn. Sắp bát đúc khác. Chúng ta biết là cái từ, hai cái từ này nó là một cái hợp từ ghép lại. Sắp bát cộng với đúc khác. Một nhóm từ trung tâm, ở đây chia theo đối cách là tất cả khổ đau, sát phá chỉ là tất cả. Nó là một tính từ, còn đúc khá là một cái danh từ trung tâm chỉ cho cái sự khổ đau. Sự khổ đau. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng, như nhận xa lưới giật, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Đó là bài kệ mà chúng con đã truyền đạt đến chư đại đức tăng và quý vị. Bây giờ thì chúng ta vào cái phần duyên sự của bài kệ này. Câu pháp cú này thì Đức Phật thuyết khi ngài ngự tại quê Lú Quá Lá, vườn Trúc Lâm. Và câu chuyện này được đề cập bởi Hoàng hậu Khê Ma, đã trong những cái kiếp tiền thân, cái dòng tâm thức của vị này đã nguyện dưới chân Đức Phật chánh đẳng chánh giác, có hồng danh là Phá Đú Mút Tá Má. Thuở bấy giờ thì với cái ước nguyện đó, mong cầu được sanh ra đời nào cũng có sắc đẹp khả ái cho chính mình, thì đến thời Đức Phật hiện tại thì nàng thành tựu sắc đẹp tuyệt mỹ. Và ở đây ấy, chúng ta rất dễ bị hiểu lầm, rất dễ bị tạp chí, mà chúng ta phải hiểu ở đây ấy, chính là những cái công đức phước lành chúng tạo lên những cái thân danh sắc kiếp này hay kiếp khác nối tiếp nhau mà nó tốt đẹp. Chứ không có một cái nàng Phát Đúng Má hay là cái gì ở đây cả. Thì đến thời Đức Phật hiện tại thì cái dòng tương tục sinh á, của cái dòng tâm thức đó thì được nàng thành tựu cái sự sắc đẹp tuyệt mỹ.
và được làm vương hậu của đức vua Bimbisara. Và chúng ta biết là đức vua Bình Sa Vương là một vị tu đầu vườn, nhưng mà rất là nhiều vợ, rất là nhiều thê thiếp. Và khi mà bậc đạo sư ngự về cái thành Vương Xá để tế độ những cái người hữu duyên thì ngài được tán thán, và cái từ tán thán nó lan truyền đến cái tai hoàng hậu Khê Ma. Thì làng hoàng hậu Khê Ma được nghe bậc đạo sư thường nói về những cái thân quế trược, cái thân là những cái thứ quế trược chất chứa nhiều những thứ quế trược bẩn thỉu cấu quế. Và làng Khê Ma này thì hoàng hậu Khê Ma thì có một cái thân tướng rất là đẹp đẽ, và làng rất là mê mẩn cái thân tướng của mình với những cái làn da, những cái dáng vẻ. Thì làng rất là e ngại khi mà phải gặp và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và để khuyến dụ làng Khê Ma đến nghe giáo pháp của Đức Phật, thì Đức Vua Bimbisara biết làng rất là ưa thích những cái cảnh đẹp khả ái. Nên ngài thiền, Đức Vua thiền liền thuê những cái vị thiên nhân mặt khách sáng tác những cái vần thơ ca ngợi, ca ngợi những cái trí u nhàn thanh nhã nơi tình xá Trúc Lâm. Thì lúc bây giờ ngài giao cho những cái người nhạc sĩ, những cái người sáng tác thơ văn thành những cái khúc ca du dương, rồi những cái vũ lữ của làng Khê Ma ngâm những cái vịnh đó, hoặc là hát lên những cái bài hát để tán thán cái cảnh trí nơi cái tình xá Vê Lú Quá Lá này. Thì hoàng hậu Khê Ma nghe những cái đoàn thi ca đó, những cái khúc nhạc đó, thì có cái cảm tưởng rằng mình chưa được viếng đến cái cảnh Trúc Lâm đẹp đẽ như vậy, chưa từng được thưởng thức những cái cảnh đẹp như vậy. Thì làng mới hỏi những cái lữ tỳ là cái cảnh này ở đâu thế, và những cái người lữ tỳ này mới nói cho làng biết là đây là cái cảnh thanh nhã của Vê Lú Quá Lá. Thì hoàng hậu tâm trí khởi lên cái sự ước muốn đến thăm viếng cái cảnh đẹp Vê Lú Quá Lá. Thì một hôm á, không rằng được cái với cái sự náo đức của tâm mình, thì hoàng hậu Khê Ma lần dò đến tỉnh xá Vê Lú Quá Lá. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài đang thuyết giảng pháp thoại đến thính chúng, và với trí ngài biết được duyên lành của hoàng hậu Khê Ma đã chín mùi rồi. Ngài liền hóa hiện một cái làng vũ lữ rất là xinh đẹp và đang cầm quạt hầu Đức Thế Tôn. Và chúng ta đương nhiên rồi, Đức Thế Tôn thì hóa với thần thông thì chỉ để cho làng thấy thôi. Và hoàng hậu Khê Ma lần bước đi đến nơi ngự của bậc đạo sư, thì khi trông thấy mỹ nữ đang cầm cái quạt hầu Đức Thế Tôn, thì làng suy nghĩ, mọi người thiền thường nói là bậc chánh đẳng chánh giác chê chất sắc đẹp, thế nhưng làng thiếu nữ này thì lại đang quạt hầu ngài. Nhan sắc của ta so với làng thật là một trời một vực, người ta không được một phần sắc đẹp của làng. Nhan sắc này rất là tuyệt mỹ như thiên tiên này, ta chưa từng thấy bao giờ cả. Hẳn mọi người đã vu khống cho ngài và lời lẽ không thật. Và hoàng hậu Khê Ma bị nhan sắc thiếu nữ ấy thu nhiếp tâm của làng, và làng không nghe pháp thoại của Đức Thế Tôn được. Và làng chỉ chú trọng ngắm nhìn cái nhan sắc của cái thiếu nữ đó. Và Đức Thế Tôn mới biết hoàng hậu Khê Ma khởi cái tâm so sánh sắc đẹp, nên ngài mới dùng thần thông lực để biến chuyển những cái sắc nó thay đổi theo từng thời, từ thời niên thiếu, thời trung niên rồi cho đến lão niên. Cái sự già cỗi của cái thân này nó bắt đầu nó rệu rã, cho đến khi mà thiếu nữ đó chết đi thì cái thây thi nó rã rời, chỉ còn lại một cái bộ xương. Thì hoàng hậu Khê Ma theo dõi, thấy được cái sắc nó lão mại rồi đi đến cái sự suy vong như thế, thì tâm trí của làng mới suy nghĩ rằng ôi sắc đẹp tuyệt trần như thế đó thì cũng phải đến sự hoại diệt,
chỉ trong chốc lát như vậy. Thật vậy, thân này quả thật trống không, không có cốt lõi. Bậc đạo sư thấu rõ được cái tâm trạng của làng Hoàng hậu Khê Ma thì ngài liền thuyết giảng diệu pháp. Này Khê Ma, ngươi đang suy nghĩ nói có thật trong sắc thân này có chăng? Này Khê Ma, ngươi hãy nhận thức rằng trong sắc thân này chẳng có cốt lõi đâu. Ngươi hãy nhận biết như thế, tại lơi lầy đi. Rồi ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng, này Khê Ma, ngươi hãy nhìn sát thân bất tịnh này, đầy rẫy chất bất tịnh, sinh sình thối, chảy ra cả phía trên, phía dưới mà kẻ ngu ham thích đắm say vô cùng. Thì dứt kệ ngôn, Hoàng hậu Khê Ma an trú vào dự lưu thánh quả. Kế tiếp, Đức Thế Tôn phán dạy làng, này Khê Ma, tất cả chúng sanh tràn đầy với mọi ái dục, lóng lẫy với sân hận, say cuồng với si mê, mới không thể thấy dòng ái dục được, phải bị đình, phải bị dính trong dòng ái dục như vậy đó. Bạch Thế Tôn xin ngài hãy cho làng được. Sau đó thì Đức Thế Tôn nói câu kệ, và sau đó nàng Khê Ma xin xuất gia thì Chư Tỳ Kheo mới nói bạch Thế Tôn xin ngài hãy cho nàng được xuất gia và trở lên người như làng, sớm niết bàn. Và Thế Tôn thì bà thế nào Hoàng hậu Khê Ma được xuất gia trong ni chúng và trở thành tỳ khưu ly tối thắng về hạnh trí tuệ. Và ngài phát minh ngài cẩn đề nè, Khê Ma Hoàng hậu đẹp tuyệt trần, sợ Phật chê mình chẳng dám gần, vua phải cho phường ca hát dạo, dụ vào ngự tuyển ngập giai nhân, Phật cho hậu thấy cảnh vô thường, mỹ nữ già lua giống bộ xương, sắc đẹp mau tàn không thực chất, thân người như xác chết sình chương. Khê Ma hết luyến tự thân này, tự thân bà tâm đã băng qua khỏi ái hà, La Hán không còn lương thế tục, vua đành để hậu sống ly gia. Đó là bản dịch của ngài. Không biết quý vị còn nghe rõ không ạ? Alo, cho xin một tín hiệu. Dạ. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ chúng con vừa đọc xong. Và chúng ta biết tất cả chúng sanh đến thế giới này theo hình thức này hay hình thức khác đều bắt nguồn từ vô minh và tham ái. Sự chấp thủ vào thân năm uẩn này chúng đã có từ lúc tâm chúng ta tái sanh. Và chúng ta biết rằng ái dục là một cái căn bất thiện. Do chúng ta không hiểu được những cái thực tại trong cuộc sống, chúng ta bị đánh lừa bởi các cái bóng ảnh qua mắt, qua tai, qua mũi, qua thân, qua ý.
Vậy thì chúng ta thấy là ái gồm có 6 ái, là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Pháp ái. Như vậy chúng ta thấy hàng ngày đó, cái tâm ái này đó, cái tham ái đó, nó không qua cái cửa này thì cái cửa khác. Do đó mà chúng ta rất khó để nhận diện được cái tham ái. Tham ái thô thì chúng ta còn có thể biết được. Nếu chúng ta học giáo pháp, chúng ta còn biết được một chút ít. Còn tham ái tế, rồi tham ái trong những cái dòng lậu hoặc, vô minh và tham ái. Và tham ái thì luôn luôn chúng đi chung với lại vô minh. Và hàng ngày thì tâm của chúng ta đó thì luôn luôn hướng ra say đắm trong năm dục, trong sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và pháp. Khi mà chúng ta có cái thấy đó, chúng ta có con mắt đó, ngày nào chúng ta cũng thấy. Và chúng ta cảm thấy bình thường, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có dính mắc vào cái thấy. Nhưng mà thử hỏi, ngày mai con mắt của chúng ta bị mù thử coi, thì chúng ta sầu khổ đến mức độ như thế nào? Tâm của chúng ta nó sẽ trở lên u uất muộn phiền như thế nào? Như vậy để cho chúng ta thấy rằng không có cái gì dính mắt cho bằng dính mắt con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Dầu chúng ta có dính mắc vào thiền định, đạt được thiền định một chút xíu ở cõi nào đó, nhưng rồi cái đó cũng không có ăn thua bằng chúng ta dính mắc vào đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh, cứng, mềm, nóng, lạnh đâu. Thực tế là chúng ta chỉ dính mắc vào những cái vô tri vô giác. Có đúng vậy không? Khi mà chúng ta hiểu diệu pháp, chúng ta có chánh kiến, thì dần dần chúng ta sẽ thấy, à, thế giới này là mộng, chúng sanh sống trong mộng ảo. Cái không thật thì lại cho là thật. Cái cứng mềm thì lại cho là con người, cho là đàn ông, đàn bà. Cái âm thanh thì lại cho là đàn ông, đàn bà. Cái màu thì lại cho là đàn ông, đàn bà. Cái bất tỉnh thì lại cho là đẹp đẽ. Cả thế giới này ngày nào chúng ta cũng ăn xác chết, ăn tử thi. Con này ăn con kia. Con người thì ăn những cái tử thi của con ếch, con nhái, con heo, con gà, con lợn, ăn ruột, ăn tim, ăn gan. Hằng ngày chúng ta ăn bình thường đó. Vậy chỉ có ngũ uẩn ăn xác chết. Và chúng ta rất là thích thú, rất là ngã mạn,
cho mình là đẹp. Nhưng mà có cái sắc thân nào nó thanh tịnh trong sạch không? Không, dầu là sắc thân của vị A-la-hán hay là sắc thân của Đức Thế Tôn, Ngài đã nói rõ cho chúng ta biết bản chất của tất cả mọi thân xác ở trên thế gian này, chúng chỉ là những cái tử thi chưa được chôn cất mà thôi. Dầu chúng sống hay là chết, chúng đều có cái tính chất vô nghĩa, vô tri và tan hoại. Không phải là chúng ta đang sống rồi cái thân này nó biết nói, biết cười, biết vui, biết buồn. Không phải. Cái thân này nó vẫn bất tịnh. Tính chất của nó chỉ là nóng, là lạnh, là cứng, là mềm, là căng, là trùng. Và bất cứ một cái thân nào, dầu chúng đang hoạt động hay là chúng ở nghĩa địa, thì chúng cũng đều có cái sự tan rã hết, hủy hoại hết. Cái thân đang sống thì nó hủy hoại theo sự đang sống, vì chúng ta phải tiếp những cái nguồn vật thực, những cái xác chết, những cái tử thi ở chỗ này chỗ kia để bỏ vào trong cái hố miệng này. Và ở trong này chúng ta tách những cái ở trong ruột đó, thì chỗ thì nó đang thành phẩm, chỗ thì những cái dưỡng chất nó vào ruột non, chỗ thì nó vừa hôi vừa thối, chỗ thì nó đang là cái vật thực, nó đang sôi, đang nhão ra, và những cái thịt, những cái cơm nước nó đang rửa ra, và nó tiếp với những cái chỗ nào cái phân nó vàng, nó đang hình thành lên như vậy. Và rồi những cái thành ruột là những cái chúng ta bóc tách ra hết cái thân thể này, thì không có lấy một cái chỗ nào, một cái chút nào là đẹp, là của tôi, là tự ngã của tôi được cả. Bởi vì nó là bản chất là như vậy rồi. Như vậy thì chúng ta biết là thân này nó không thuộc về mình. Nó bất tịnh thì mọi cái thân trong quá khứ nó cũng đã bất tịnh, nó cũng đã tan rã. Và mọi cái thân trong tương lai thì nó cũng bất tịnh, nó cũng tan rã. Khi một người trí hiểu như vậy thì có đáng để mong cầu, đáng để tạo phước, mong rằng đời sau tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia nữa hay không? Hay là mỗi khi làm phước chúng ta hiểu được đây là một pháp thiện, chúng sanh nên bởi duyên của chúng. Cái pháp này đáng để hiểu biết, đáng để đi tham. Thì nó có đem đến lợi ích thiết thực hiện tại hay không? Và chúng ta không cần phải đợi đến kiếp sau. Và kiếp sau thì cũng luôn luôn là những cái đối tượng thị giác màu mùi vị sanh khởi. Rồi những cái buồn vui giận hờn sanh khởi cũng như ngày hôm nay vậy. Không có gì khác hơn cả. Nó khác hơn chẳng qua là những cái tính chất đó nó thiện hơn hay là nó ác hơn. Nhưng mà nó chỉ có những tính chất đó thôi. Chỉ có cái thấy được sinh ra, rồi cái thấy diệt đi. Chỉ có cái nghe lại được sinh ra và rồi diệt đi. Chỉ có cái ngửi sinh ra và rồi lại được diệt đi. Và cái nghe thì cũng lại kinh nghiệm âm thanh, chứ chúng cũng không có kinh nghiệm mùi, cũng không kinh nghiệm vị. Chúng không có kinh nghiệm đàn ông hay đàn bà. Chúng cũng không có buồn, không có vui. Dầu là chúng có tạo ra thiện pháp hay là bất thiện pháp, thì cái quả của chúng cũng chỉ là nghe cái nghe. Cái quả của chúng cũng chỉ là nghe âm thanh này hay âm thanh kia mà thôi. Rồi có làm thiện pháp đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì nó chúng chỉ có cái thấy, được thấy cái này hay thấy cái kia, cái đối tượng thị giác hay này hay đối tượng thị giác kia mà thôi. Rồi sau đó lại chấp thủ với cái đối tượng thị giác đó.
rồi tham ái này, sân khởi này, tạo nghiệp này lại tiếp tục lại sinh ra những cái thấy nghe ngửi nếm đụng, cứ như vậy không có sự ngừng nghỉ mới gọi là khổ đau, mới gọi là khổ đau. Do cái người say mê ái dục, người nào là người đắm say ái dục? Người ngu, người không hiểu biết được các pháp là vô thường, người không hiểu biết được những cái thân danh sắc sanh khởi ở trên thế gian này, chúng là hoại diệt, là bất tịnh, chúng không phải là đàn ông đàn bà, chúng chỉ là các quẩn, các xứ, các giới, các đế, chúng thật là xa lạ. Mà ai quen biết với chúng thì ai gạ gẫm quen biết với chúng thì chỉ có khổ đau mà thôi, bởi vì chúng chẳng có thiêu yêu thương ai cả. Ái thì nó yêu cái đối tượng thị giác nào mà nó thích thôi. Kể cả vợ nó sống 100 năm mà nó không thích nữa rồi thì nó cũng chặt cho chết, nó chém cho chết, nó hủy diệt. Nó không có thương mến gì hết á. Nếu như mà chỉ khi nào tham ái nó thích cái đối tượng của nó thì nó mới chấp thủ thôi. Còn nó ghét rồi, nó là một pháp khác, nó ghét rồi thì nó chặt, nó chém, nó tìm mọi cách để nó hủy diệt. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả mọi uẩn nó đều xa lạ theo từng khoảnh khắc của nó. Từng khoảnh khắc của nó. Do người ngu không có biết được cái điều đó nên đắm say ái dục. Thỏa mãn trong ái dục. Họ nghĩ rằng ta sẽ sống thỏa mãn ái dục với người này người kia trăm năm này nọ, thề long hẹn biển ở đời sau kiếp sau, vân vân. Chúng sanh không biết được rằng là chỉ từng các pháp hữu vi, chúng sanh diệt vô cùng ngắn ngủi, cái thấy của ngày hôm qua đã không bao giờ sanh trở lại, cái thấy của khoảnh khắc trước cũng không bao giờ sanh trở lại, đối tượng thị giác khoảnh khắc trước cũng không bao giờ sanh trở lại, bởi vì chúng chỉ hội tụ một khoảnh khắc duy nhất và cái duyên ở đó đã diệt mất rồi. Nhưng vì cái dòng sanh diệt liên tục nên là cái tưởng, những cái thọ tưởng, những cái pháp nó cứ nối tiếp nhau, và cái tưởng này nó nhớ và chúng ta quên mất. Rồi những cái tâm nó suy nghĩ, nó suy nghĩ về cái đối tượng thị giác đó, nhưng mà lúc đó chúng ta cảm tưởng như là nó không có mất đi, nó vẫn còn ở đó. Nhưng mà thực tế chúng ta không bao giờ thấy một người vợ của mình bao giờ hết. Mà mỗi một khoảnh khắc, mỗi một đối tượng thị giác là hoàn toàn khác với duyên của nó, với nghiệp của nó, với quả thiện, quả bất thiện của nó. Cái nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy, xúc chạm cũng vậy. Nên người ngu không có biết được nên đắm say các dục, đắm say ái dục. Và chúng ta không biết được tất cả những cái gì được gọi là thân người, cảnh vật. Chúng chỉ là một ý niệm của suy nghĩ mà thôi. Cái được gọi là con người, được gọi là nhà cửa, được gọi là vợ chồng, chỉ là từng suy nghĩ về một cái đối tượng thị giác nào đó, một âm thanh nào đó, một màu mùi vị nào đó, người nó suy nghĩ ra vậy thôi. Chứ không có cái chi nè, con người. Nếu không có cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh thì có con người, có đàn bà, đàn ông, có nhà, có cửa được không? Không, không thể có được. Nhưng mà
Cái thấy thì đâu có kinh nghiệm cái cứng, cái mềm được. Cái thấy là một pháp khác, một thế giới khác. Cái nghe đâu có kinh nghiệm được cái cứng, cái mềm. Không. Cái nghe đâu có kinh nghiệm được cái màu, cái mùi. Cái nghe chỉ nghe âm thanh thôi. Âm thanh thì nó đâu có biết màu, biết mùi. Âm thanh nó đâu có biết được cái nghe. Âm thanh thì nó đã không biết được cái nghe thì làm sao nó lại là đàn ông, đàn bà, là vợ, là chồng, là con, là cái được. Nó chỉ là pháp, là một thực tại, là một duyên sanh khởi, và chỉ để nghe chứ không để thấy. Nên người ngu không hiểu được, nên họ chấp vào những cái đối tượng này, họ không thấy được các pháp hữu vi là vô thường, nên họ đắm say vào các dục. Mà khi bị tham ái trói buộc rồi thì họ lao mình xuống cái dòng ô trược đó, và bị cái dòng lũ vô minh ái dục này nó cuốn đi bất tận. Giống như là một cái con nhện mà sa vào cái lưới giật. Người trí thấy cái sự nguy hiểm trong các dục lạc ngũ trần đó, và thấy được cái sự giống không của danh và sắc này, vì đó phá vỡ tất cả mọi ý niệm về ngã, phá vỡ mọi ảo tưởng, vì đó đã thực chi thực chứng cái thấy chỉ là một khoảnh khắc để thấy, không phải để nghe, không phải để ngửi, để nếm, để xúc, để chạm. Cái thấy không phải là đàn ông, đàn bà. Cái thấy thì chỉ thấy đối tượng thị giác. Cái thấy không có buồn, không có vui, không có sầu, không có sân hận. Cái thấy thì không có suy nghĩ. Cái thấy là một pháp, là một quả. Và cái thấy này do duyên mà sanh, không có đối tượng thị giác, không có nhãn căn, không có nghiệp tác động ở ngay nơi lúc đó, thì cái thấy này không thể hiện khởi để thấy cái đối tượng thị giác được. Và cái thấy không thể chọn đối tượng thị giác, và đối tượng thị giác không, cũng không thể chọn được cái thấy được. Hoàn toàn tùy thuộc vào các duyên. Do vậy, người trí thấy chứng là vô ngã. Người trí không có chấp thủ vào cái thấy, không chấp thủ vào đối tượng được thấy. Người trí không có mong cầu được cái thấy, mong cầu về cái được thấy nữa. Bởi vì người trí đã thấy cái được thấy, dầu là thấy cái gì đi chăng nữa, chúng cũng nằm trong pháp phủ vi là đất, nước, lửa, gió. Cái thuộc về đất, nước, lửa, gió. Và chúng cũng chỉ là vô tri vô giác. Chúng không có đẹp, không có xấu, không có sang, không có hèn. Chúng chỉ là như chúng đang là vậy thôi. Nên người trí không có tham đắm. Nên người trí cắt bỏ cái ái luyến về những cái điều này. Nên người trí bỏ mọi khổ không mà. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì là khổ? Đức Phật dạy tứ thánh đế là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thương phải xa, ghét phải gần là khổ. Nhưng cái câu cuối cùng rất là quan trọng, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Như vậy năm thủ uẩn là khổ là cái gì? Hằng ngày chúng ta không biết cái thấy là khổ, cái được thấy là khổ, cái nghe là khổ, cái được nghe là khổ, cái ngửi là khổ, cái được ngửi là khổ. Nhưng mà chúng ta có thích được ngửi những cái mùi thơm không? Chúng ta có thích nghe những cái điều, cái chúng ta có thích nghe nhạc, chúng ta có thích nghe âm thanh du dương không? À, chúng ta có thích thấy những cái điều tốt đẹp không? À, nhưng mà bậc trí lại nói rằng cái thấy là khổ, cái nghe là khổ, cái được thấy là khổ, cái được nghe là khổ.
Có phải là từ những cái thấy này mà bao nhiêu cái sự khổ đau nó đến không? À, mà cũng từ hiểu biết từ cái được thấy này và cái thấy này, khổ đau cũng được đoạn diệt. Nếu chúng ta không thấy, thì liệu có dính mắc với cái đối tượng được thấy, với cái thấy được không? Nhưng mà chúng ta có quyết định là mình không thể thấy được không? Không thể. Bởi vì các pháp chúng đã sanh ra bởi duyên của chúng rồi. Do đó mà pháp đã có mặt ở đó. Nên Đức Phật dạy cho chúng ta về lý tứ thánh đế, để về khổ, về tập. Chúng ta phải hiểu tập đế ở đâu. Tập đế ngay sau những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Vô minh sau những cái khoảnh khắc thấy nghe này là vô cùng lớn lao. Và chính chúng là nguyên nhân đẩy chúng ta lại tiếp tục tạo tác những ngũ quẩn, lại là thấy nghe ngửi nếm đụng trong luân hồi, ở cảnh giới này hay cảnh giới khác, hình thức này hay hình thức khác. Nhưng nó vẫn chỉ là tạo ra những cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm. Và cũng chỉ nhiêu đó cảm thọ và những các cái hành quẩn này mà thôi. Vậy chúng ta thấy vô minh nó ở ngay đây và nó có mặt suốt cả ngày. Thức dậy là vô minh nó cũng thức dậy rồi, tham ái cũng thức dậy rồi. Vậy thì chúng ta làm sao để cho chi kiến lời Đức Phật dạy, làm sao để cho Thánh Đế được thức dậy? Thì chúng ta chỉ có nghe diệu pháp và học hiểu, lắng nghe và suy xét kỹ về những cái khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Vô minh nó không có ở trong cuốn kinh, tham ái cũng không có ở trong cuốn kinh, mà chúng ở ngay sau khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm trong đời sống của chúng ta. Chỉ ba sát la thôi, tâm thấy, tâm tiếp thâu, tâm quan sát. Sau đó là vô minh đã có mặt, tham ái đã có mặt, ông chủ đã có mặt rồi. Vậy thì để cho chúng ta biết được giáo pháp của Đức Phật không dễ gì mà chúng ta lắng hội được. Nếu như chúng ta không được nghe pháp một cách chân thực từ bậc hiền trí, nói lên cái diệu pháp, nói lên những cái thực tại trong đời sống hàng ngày này, ai có thể ra khỏi sanh tử luân hồi? Không thể. Không bao giờ ra khỏi sanh tử luân hồi được. Một phương pháp nào để áp dụng vào tu tập cho diệu pháp được ư? Điều đó là không thể. Nếu có phương pháp, Đức Phật không bao giờ ra đời. Bởi vì chỉ có trí tuệ là pháp duy nhất để thấu hiểu được nhân duyên của các pháp và chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Nếu có phương pháp thì đã có tự ngã, đã có người tu tập. Nhưng pháp thì không có phương pháp được. Pháp nó chỉ sanh khởi bởi duyên của nó. Chắc chắn một điều là đối tượng thị giác phải in dấu vào nhãn căn thì nhãn thức mới sanh khởi. Không có nhãn căn thì không thể có nhãn thức sanh khởi được. Và đối tượng thị giác in dấu vào nhãn căn, tùy thuộc vào đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác in dấu vào cái nhãn căn của người này, nhưng không phải đối tượng thị giác đó in dấu vào nhãn căn của người kia. Do đó mỗi đối tượng thị giác in dấu vào nhãn căn để sanh ra một nhãn thức. Từ nhãn thức đó lại là một cái duyên cho nhãn xúc, nhãn thọ. Từ đó, những cái hành nghiệp tham ái của tất cả chúng sanh, mỗi chúng sanh đều khác nhau. Mà Đức Phật đã nói nghiệp bất khả tư nghì là như vậy. Do các duyên mà chúng sanh khác nhau. Như vậy, chính vì vậy mà Đức Phật dạy là tứ thánh đế là các chúng ta phải áp dụng vào được tự thân là hải đảo của chúng ta. Tứ thánh đế của mình đang áp dụng cho mình là khác. Tứ thánh đế Đức Phật dạy áp dụng cho người khác là khác. Nó khác ở đây tức là tùy theo cấp độ, tùy theo hạnh nghiệp, tùy theo cái duyên mà vị đó áp dụng vào cho mình trong cái kiếp này. Có người thì ba la mật nhiều thì họ áp dụng tinh tấn nhiều hơn. Do đó mà chúng ta tu học, chúng ta phải biết được mình ở cái dạng nào, mình ở cái như thế nào, chánh kiến của mình đã được vững chú hay chưa,
Nên là chúng ta cần phải thẩm xét rất là rõ. Chứ không phải chúng ta tu học Phật Pháp rồi chúng ta chỉ mong cầu mình giác ngộ, mà không hiểu được rằng là con đường phát triển trí tuệ là con đường rất là khó khăn và gian khổ. Do vậy mà chúng ta cần phải hiểu là cái pháp nhẫn nại ba la mật mà Đức Phật, Đức Bồ Tát phải trải qua vô lượng kiếp, như thế nào mới đạt tới toàn tri diệu giác được. Mà chúng ta đòi hỏi thực hành phương pháp này, phương pháp kia một chút xíu, mà chúng ta đòi hỏi là chúng ta nói đến là chứng đắc như thế này, chứng đắc như thế kia, thì điều đó là chúng ta đang sống trong trong si mê, trong si ác. Trong si mê, trong si ác, trong tham ái. Chứ không phải là chúng ta sống đúng với giáo pháp của Đức Phật. Và cái con đường giáo pháp này duy nhất chỉ có nghe lời dạy của Đức Phật. Và nghe hoài về những cái thực tại trong đời sống này. Và như lý tác ý, dần dần chúng ta sẽ nhận diện ra được các cái pháp mà nó ở ngay, nó đang sanh ở đây rồi. Chỉ có mỗi cái con đường như vậy là ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà khó không thưa quý vị? Có cái pháp nào khó hơn như vậy đâu? Rất là khó. Nó đòi hỏi cái chi kiến, cái sự học hiểu rất là trơn chánh đúng pháp, thì nó mới ra khỏi sanh tử luân hồi được. Còn nếu không thì chúng ta cũng mãi mãi chỉ là những người đắm say ái dục, rồi lao mình xuống dòng như lợn, như nhện xa lưới dệt mà thôi. Và chúng ta biết là chúng ta học đó, trong cái pháp học chúng ta học mấy cái bài kinh điển, chúng ta tưởng là chúng ta có trí tuệ này kia. Đừng có lầm tưởng với cái điều đó. Trí tuệ mà thực tại tứ niệm xứ rất là khác biệt. Còn cái trí mà chúng ta nhớ đó, trong bài kinh nhớ chi pháp này chi pháp kia, nó không phải là trí đâu. Nó mới là nhớ được các pháp cũng đã là tốt rồi. Còn cái trí học của pháp học nó lại còn khác nữa. Trí của pháp học đó là nó học, nó thấy ra được 6 cái căn này, các cái pháp nhân duyên nó bắt đầu nó hiện khởi dần lên. Những cái thực tại này trong đời sống nó mới gọi là pháp học thực thụ. Cái pháp học đó đó, cái chánh kiến của cái pháp học nó học ngay vào cái thực tại đó, nó mới đưa đến cái pháp hành. Đó là cái nhân duyên tối quan trọng của nó. Chứ không phải là cái pháp hành là chúng ta ngồi ở đâu đó, rồi chúng ta nhắm mắt, chúng ta niêm duyên, rồi chúng ta tưởng tượng, rồi chúng ta an vào một cái điều đó, chúng ta được gọi là cái pháp hành. Không phải. Cái pháp hành nó không có phải là như vậy. Pháp hành nó rất là tự nhiên, mà nó đã được pháp học trang bị một cách đầy đủ, các cái kiến thức đầy đủ về các thực tại. Và cái chánh niệm từ đó nó khởi sanh lên, với cái như thật chí đó dần dần nó xuyên thấu vào bản chất, bởi vì các pháp đã sanh theo duyên ở đó rồi. Và không phải khoảnh khắc nào cũng có trí tuệ, không phải khoảnh khắc nào cũng có chánh niệm liên tục, điều đó là không thể xảy ra được. Chánh niệm nó chỉ sanh khởi bởi duyên riêng của nó, trí tuệ cũng vậy. Làm sao mà chúng ta áp đặt được chánh niệm, điều đó là không thể đâu. Chỉ có nghe diệu pháp một cách bền bỉ thì chúng ta sẽ thấy ra điều đó. Và chúng ta biết tham ái nó ở ngay sau những cái khoảnh khắc thấy nghe người nếm đục đó. Và người trí đã thấy được, à, khi mà chúng ta thấy được cái đối tượng thị giác, khi mà chúng ta thấy được màu, mùi, vị, âm thanh này kia, chúng ta thấy được cái thế giới riêng biệt của chúng rồi, thì chúng ta thấy nó thật sự là vô nghĩa. Thì lúc này người trí mới cắt trừ được nó, mới ni tham được nó. Người trí bỏ mọi khổ không màng, tức là người trí không có còn tham đắm trong sắc, thinh, hương, vị, xúc, thấy, nghe, ngửi được nữa.
Vì đó thấy trong cái thấy chỉ dừng lại ở cái thấy, trong cái nghe chỉ dừng lại ở cái nghe. Vì đó không cho những cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và vì đó đã thông hiểu quá khứ cũng chỉ là năm uẩn, tương lai cũng chỉ là năm uẩn, hiện tại cũng chỉ là năm uẩn, sanh diệt không có cái chi. Sanh khởi. Vì vị đó thấy tất cả những cái thân tướng ở trên thế gian này chỉ để sắp hàng, nối đuôi nhau đi đến những cái nghĩa địa, những cái thây ma tan rã mà thôi, chứ vì đó không có còn. Mê đắm trong cái những cái sắc thân ngũ uẩn nữa. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo phát sanh lên. Chúng con kính dâng đến chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên nhất ở đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương, càng khắc bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, diêm chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm nếu chi được tứ thánh đế. Nam mô Buddhaya. Phước lành này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo, thành tựu đầy đủ minh và hạnh, xứng đáng là con được của Đức Thế Tôn ngay trong kiếp sống này. Nam mô Buddhaya.